Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong đó, phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là khi Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia làm việc, vừa tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, vừa góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, hình thức hỗ trợ, trao cần câu, cùng với nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên, đặc biệt là hội viên khó khăn, được các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện, đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên có động lực vượt khó vươn lên. Chương trình trao sinh kế bằng hình thức tặng bò sinh sản cho hội viên khó khăn được Hội Người Cao Tuổi tỉnh triển khai từ năm 2023 với nguồn kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa phương hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện chương trình này, tháng 3 năm 2024, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh trao tặng bò sinh sản cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 90 triệu đồng. Hội còn phân bố kinh phí trao tặng xe nước mía, máy rửa xe cho 2 hộ người cao tuổi huyện Côn Đảo với tổng giá trị 15 triệu đồng. Ở tuổi xế chiều, nhưng bà Ngô Thị Hảo, 65 tuổi, ngụ tại ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, vẫn vất vả cực nhọc, làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy, bữa có bữa không. Để tạo điều kiện, bà Hảo mưu sinh, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã trao cho bà một con bò sinh sản đang mang thai 3 tháng, trị giá 15 triệu đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân tôi để cố gắng để vượt qua cái khó khăn này. Thì bản thân tôi cũng cố gắng hết sức để chăm lo thế nào mà đàn bò nó khỏe mạnh, sinh sản được nhiều để giúp ích cho bản thân và cũng như xã hội. Không chỉ riêng gì gia đình bà Hảo, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thủy và ông Trần Văn Nhỏ ở thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức cũng được Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh trao bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Vợ chồng ông Nhỏ và bà Thủy có 2 con, đều đi làm ăn xa, ít khi về thăm nhà. Ông Nhỏ thì phụ hồ, ai thuê gì làm đó, còn bà Thủy thì buôn bán ve chai. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, khó khăn bấp bênh. Nhận được nguồn sinh kế ý nghĩa, bà Thủy vô cùng xúc động. Khi từ đây đã có động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhận được con bò rất là mừng, mà cũng hứa với ở cấp trên là cố gắng làm cho thật tốt để càng ngày nó càng ra. Đó, cũng ý muốn như vậy mà cũng hứa vợ chồng cũng cố gắng để mà tiếp tục ráng làm cho thật tốt luôn. Cảm ơn hội có tuổi tất cả là bây giờ chỉ biết nói lời cảm ơn thôi. Toàn tỉnh hiện có trên 120.000 người cao tuổi, trong đó có hơn 90% tham gia tổ chức hội. Bằng sự quan tâm chăm lo thiết thực, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mang lại nguồn động viên to lớn cho hội viên vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe và sống ý nghĩa. Số bò sinh sản được trao tặng cho các hội viên khó khăn trong năm 2023. Đến nay, bò đều sinh sản tốt, giúp những gia đình được trao tặng có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cũng trong năm 2023, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh còn trao tặng một căn nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 17 căn nhà, kinh phí từ 15 đến 30 triệu đồng một căn cho hội viên khó khăn. Cái hệ thống từ tỉnh hội đến huyện, đến xã, rồi đến chi hội, khu phố, thôn, ấp, đến câu lạc bộ đều coi như là có cái vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp, dân để có cái điều kiện, có cái nguồn kinh phí, nguồn vốn để mà trao tặng cho người cao tuổi khó khăn, để người cao tuổi khó khăn có cái điều kiện sản xuất kinh doanh dân để nâng cao chất lượng cuộc sống. Những chính sách để hỗ trợ sinh kế cho người cao tuổi phù hợp là góp phần tạo môi trường thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục được đóng góp, cống hiến cho xã hội, đồng thời cũng là trao niềm vui, hy vọng mới cho hội viên, giúp người cao tuổi có động lực vượt qua khó khăn, từ đó sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.